tại cái gốc mà nãy giờ cái máy nó cắt nè anh em. Trời ơi, bự kinh khủng khiếp luôn. Đây. Đó. Nó vừa dai mà nó vừa cứng nữa anh em ơi. Nay mình giới thiệu với anh em là cái bộ máy cắt cỏ hiệu của Kawi ha. Này là cái cần ta gửi riêng nè. Còn trong đó là cái bộ máy. Cái này nó là hãng Kawi. Cái mã của nó là G26 25.4cc 6,5 kg ha. Hộp này kích thước là 33 x 33 x 32. Đây, chú mình lấy cái cần ra rồi nè. Và bằng nhôm ha. Hoàn thiện cũng sắc sảo rồi nè. Đây nó có cái như cái đệm mút vậy đó. Khi mà anh em sử dụng mình cắt á, mình tựa lên thì nó không có bị đau cái hông của mình ha. Hiệu Kawi chính hãng luôn. Cái hộp của cái con máy thì một cái bọc phụ kiện nhóc độ cho luôn nè. Nó cho mình cái quặng luôn, rồi cái chụp bảo vệ luôn nè. Mình mua là mới chát luôn á. Nhựa rồi nhìn cũng chắc chắn ha. Cô cầm cũng nhẹ lắm nè. Không có nặng cho lắm. Dạ. Full box đồ mới luôn. Lưỡi dao của Kawi, những cái phụ kiện để dặn đồ. À, nó có đủ hết trơn kìa. Gáp vô để mình chỉnh cho. Lục giác đồ người ta cho sẵn hết trơn ha. Nhớt của nó nè. Cũng hãng Kawi đó luôn á. Cái này nó là made in Malaysia ha. Nhớt của nó luôn. Dạ, có. Đây nè. Có cái bình này nè sao? Để vô đây cái này pha thì 1/30. Ở đây nè sao? Giống như kiểu như chú sao đổ cái nhớt ở đây mà tới 10 số 10 á là mình đổ cái xăng ở đây số 10. Cái hai cái mình trộn lại cái mình đổ vô đó mình xài à. Thì là cái bình này là để xăng nè, phải không? Ở đây người ta ghi là 25/1 nè, 1/25. Nhưng mà tùy theo cái loại nhớt mà anh em có thể mình pha cho nó phù hợp ha. Đối với Kawi đó là 1/30 là cũng ok. Nhả 4 hộp giác ra. Cũng là bằng nhôm luôn ha. Cái này là bóp vô nó dính lại hay sao? Rồi, là ok rồi. Còn cái lưỡi. Cái này thì nó có cho mình cái lưỡi cướp không sao? À, vậy là ở bắt chụp là cái chụp. Với cái quặng nè. Rồi cái bình để mình pha nhớt nè. Hai cái cặp bao tay. Sách hướng dẫn. Đây cũng sách hướng dẫn đây. Kawi G26. Rồi vậy khỏi bắt luôn ha. Thợ chuyên nghiệp mà. Cái đó là để đeo lên hả chú? Cái này nó cũng dày dặn rồi đó không? Mình đeo vô nó không có bị mỏi dai. Phải là cái này mở ra hay sao? Đẹp ha, những lưỡi cam cam rồi thì nó cũng lạ. Kích thước nữa kìa đây nè. Tấc 2 nhưng 3 tấc 5. Độ dày là 20 ly. Dạ. Đó, rồi xong rồi gì à? Gài lại. Vậy là xây là ok ha. Đó, vậy là con lành. Thì này nó sử dụng xăng pha nhớt thì anh em cứ pha 1/30 là ok ha. Giờ bắt đầu đổ vô trong máy. Chạy trước khi anh em xài đó, nếu mà mình xài máy mới đó, mình cho chạy go dai xíu đi rồi mình hãy sử dụng nha. Bóp lần cho nó lên nữa xong. Ngoài nó dẫn bài vô đó. Máy mới bây giờ nhìn đẹp ghê ha. Mở thích chưa? Đó, vậy là công tắc là gạt xuống nó mới mở. Cái máy chạy cũng đã quá ha. Rồi giờ mình đi ra ngoài vườn để mình cắt cỏ ha. Đây cái máy mình đem theo nè. Giật cái lỗ ha. Mọi người đang làm nè. 2, 3 máy, 4 máy. Đi cái này là 5.
thấy mấy gốc cây nãy giờ cắt nè, quá trời cứng này mà. Ôi mấy cỏ này quá trời dữ luôn, chứ như là cái đám gừng vậy đó, ghê thiệt. Cái này đâu, cái cây này là cây gì vô? Dạ cây gáo hả? Cây gián. Dạ. Vừa dai nhách nè, vừa cứng nữa, mà mấy con máy nó cắt được thì cũng quá trời ghê rồi ha. Đây nè, mấy cái gốc mà nãy giờ cái máy nó cắt nè anh em. Trời ơi, bự kinh khủng khiếp luôn. Đây đó, nó vừa dai mà nó vừa cứng nữa nè em ơi. Quá đã anh em ơi, thấy con máy cũng khá mạnh, xử lý công việc thì cũng rất là hiệu quả ha. Thì anh em có nhu cầu mà mua cái máy này nè, mình sẽ để đường link mô tả, anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Anh em thấy video thích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, những lúc này trước đây thì nhấn cái chuông, khi nào có video mới thì mình cùng vậy luôn ha. Cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nha, bye bye.